Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh youtube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ dường như mọi chuyện đã quá muộn. Sự khủng bố của hư không kính vượt xa tưởng tượng của mọi người. Thần quang bắn ra khiến mọi người đều biến thành một lũ khói nhẹ. Ngay cả thi cốt cũng không hề lưu lại. Đây là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù sao âm dường giáo cũng là một đại giáo vô thượng của Trung Châu. Cơ hạo huyệt một chiêu diệt sát nhiều người như vậy. Nghiêm nhiên là đang tuyển chiến. Những thế lực đỉnh cấp nếu khai chiến đã là chuyện vô cùng nghiêm trọng sẽ làm máu chảy thành sông và khiến rất nhiều người chết đi. Người cơ gia đúng là huynh hoang, đi tới trùng châu mà dám đắc tội một đại giáo vô thượng như vậy. Mọi người giật mình, thánh chủ cơ gia đứng sau lưng cơ hạ nguyệt, không hề nghi ngờ là đã ngầm đồng ý cho hắn làm như vậy, căn bản không có ý định ngăn cản. Thanh địa có bình khí đại đế cổ, quả nhiên vô cùng ký phách, căn bản không sợ những điều đó. Đây là tuyên cáo với thế nhân, không được chọc giận cơ gia, bằng không lửa giận của bọn họ đủ để đốt cháy hết thảy cường địch. Địa vị của cờ tử nguyệt kia chỉ sợ không dưới cờ hạo Nguyệt. bằng không cờ xa sẽ không phẫn nộ và khẩn trương đến như vậy. Thể chất của nàng ta là gì? Mọi người đều phỏng đoán như vậy. Lục trường, bọn họ sớm nhìn thấy cơ tử nguyệt có thể mượn dùng lực lượng thiên địa. Đây đúng là một loại thần tích. Khí tức khiếp người của cửu lê đồ khiến Diệp Phạm đã sớm không chịu đựng nổi. Hắn sớm biết khẳng định không thể lưu lại được đế binh này nhưng hắn cũng không ngờ sớm như vậy đã bị mất đi. Mỗi kiện đê đề bình đều có sinh mệnh, lục trường rất nhiều đại giáo tấn công tử sơn, nơi vô thủy đại đế tỏa hóa. Có thánh chủ đã nói dù có vũ khí cực đạo rơi xuống nhưng không thể bắt ra. Ngoài ra hai năm trước đây, dù nửa kiện thôn thiên ma quán của đoạn đức bị cướp đi, nhưng cuối cùng với trung ngữ cổ xưa vẫn mạnh mẽ đoạt lại, căn bản không đều lại được. Thần triều bất thủ nắm giữ cửu đầy đồ mười mấy vạn năm, thậm chí hai mươi mấy vạn năm tự nhiên đã sớm đánh hạ ấn ký không thể mà diệt có thủ đoạn nghịch thiên để triệu hoán ngoài ra ở trong đó còn ẩn chứa thần kỳ chính là do thủy tổ cửu lê thần triều chứng đạo thành đế luyện hóa thành sớm nhận chủ đối với thần triều ngoại nhân nếu mạnh mẽ nắm trong tay tương lai khẳng định sẽ có đại họa trừ khi có bí pháp vô thượng cầm một kiện đế binh cực đạo khác trấn áp hoàn toàn thu phục đế binh này bằng không kết quả của việc cướp đoạt đó là sẽ bị đột tử hoặc vị viện phòng ấn không được, hiện tại quyết không thể nó để nó bay đi. Diệp phàm cảm giác nhất định phải tới được nơi an toàn mới có thể buông tay, bằng không sẽ bị đối phương cầm đê bình giết ngược. Bên kia, cơ hạo nguyệt thấy cơ tử nguyệt cực kỳ suy yếu thì càng thêm phát cuồng. Thật sự khinh cơ gia ta không có người sao, dám khiến người cơ gia ta bị thương thành như vậy. Hắn dùng hư không kính đánh về phía trước, đê bình chấn động, uy áp mình mông cuồn cuộn tràn ngập, ngàn dặm. Người của cứu lê thần triều kinh hãi rút lui một mảnh hỏa quang hừng hực lóe lên ít nhất có hơn trăm người hóa thành một mảnh huyết vụ trong đó có người của bách giáo và bà gã đại năng cửu lê thần triều mọi người sởn tóc gáy tốn trong hư không cũng vô dụng nơi này không thể dừng lại cơ gia không ngờ cường thế và bá đạo như thế dù cách xa hơn ngàn dặm cũng có hơn trăm cường giả chết oan chết uổng đây đúng là một hồi tai nạn đáng sợ xem ra cơ tưởng nguyệt chính là mệnh căn của là cơ gia rồi xúc động tới thần kinh bọn họ như vậy hay sao? Hắn, bọn chúng điên rồi sao? Trả tay giống như Diệp Phàm dường như không kể đến cái giá phải trả. Đây quả thật là vì hắn kết thúc, lại thu gặt một đận sinh mệnh. Rất nhiều người sợ hãi, nhưng cũng có người sáng suốt nhận ra sâu căn. Cơ hạo huyệt là thánh chủ cơ gia, cũng không đuổi giết giáo chủ của các nơi, mà chỉ muốn truyền ra thông điệp nào đó. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, thật sự vô cùng dọa người. Có định cho ta, Diệp Phạm nắm lấy cửu lê đồ, ra sức giống lớn. Các loại dị tượng xuất hiện, hắn vận chuyển bí quyết chữ bình, ý đồ mạnh mẽ nắm giữ đế bình này trong tay. Cuối cùng, hắn tế ra hai khối lục động, một trước một sau ngăn cản cửu lê đồ, lưu chuyển một mảnh bích hạ mênh mông, ngăn cách ngoại giới triệu hoán. Bằng không dù hắn nắm giữ cửu bí, nhưng cũng rất khó khăn khống chế được đế bình này. Bí quyết của chữ binh cũng không phải vạn năng, còn cần xem tu vi của người thi triển dù sao hắn không phải là thánh nhân viễn cổ, không có loại thần năng, thông thiền triệt địa, không thể đoạt được đế binh, nhưng quang hoàn lục đồng phóng ra, ngăn cản được ngoại giới triệu hoán. Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Từ phía chân trời, hoàng chủ cứu đế thần triều ngồi xếp bằng giữa hư không, đột nhiên đứng dậy. Phía sau hắn, những túc lão hoàng tộc cũng mở mắt ra, gật mình vô cùng. Xây dựng tế đàn, thức tỉnh thần linh ở trong đế binh cực đạo, hoàng chủ cứu đế thần triều ra lệnh một tế đàn màu đen lập tức xuất hiện, được xây dựng từ một khối long tinh thạch. Trên đó có khắc rất nhiều đạo huyết văn, thấu phát một loại dao động kỳ dị. Mấy người này đứng trên đó cùng tụng lên một loại cổ chú. Xa xa, Diệp Phạm đã không thể chống chế được nữa rồi. Cứu lê đồ phục sinh, như là xuyên qua trừ giới muôn đời, lập tức lao lên, xé rách hư không mà đi. Nếu không có hai khối lục đồng bên cạnh, hắn đã đám người bằng bác, chỉ sợ đã lập tức đột tử ngay cả giường cốt cũng không thể lưu lại đế bình tự hành bay đi hậu quả này thật sự rất nghiêm trọng gần như lập tức một cỗ uy áp bình bồng cuồn cuộn như từ tận ngân hà xa xôi áp xuống ai cũng hít thở không thông cựu đế đồ và một kiện đế binh khác trong bóng tối cùng nhau đào tới răng co với hư không kính tình thế lập tức nghịch chuyển giờ phút này thánh chủ cơ gia rốt cuộc mở miệng trầm giọng nói Cơ gia ta chưa bao giờ sợ gặp phiền phức cả thật nghĩ rằng hai kiện đế binh là có thể áp chế chúng ta sao? Đế binh quyết đấu, nếu thật sự là cá chết lưới rách, khắp phía tây trùng châu đều vỡ tan, không ai không kiêng kỵ và kinh sợ. Cờ thánh chủ cần gì phải như vậy? Con gái của người chỉ là tiến nhầm và mà thôi. Người mang nàng đi là được. Nhưng thánh thể Diệp phàm tuyệt đối không thể rời đi. Hắn giết nhiều người lắm rồi, không thể nói được gì nữa. Trong bóng tối, có người truyền ẩm nói. Không, hắn trên người có chí bảo Trung Châu, không thể mang đi chúng ta cũng không phải tham lam, mời tất cả đồng đạo tới cùng nhau quyết định. Người còn lại mở miệng nói tiếp. Trước mặt bao nhiêu người, không ai có thể dễ dàng độc chiếm hai khối lục đồng, nhưng có thể quang minh chính đại lưu lại, chậm rãi thương lượng việc sở hữu. Tóm lại từ nay về sau, tuyệt đối không được nằm trong tay Diệp Phàm không thể để hắn tiếp tục nắm trong tay được. Không đầu sau đó, rất nhiều thế lực trùng trầu đều chạy tới đây. Người của Nam lĩnh Tây Mạc cũng đã quay lại, nhưng đại đa số mọi người chưa lên tiếng. Cuối cùng thì thánh chủ tử phủ và vạn sơ trước sau lạnh đùng mở miệng. Thánh thể đạm sát kẻ vô tội, chết cũng không hết tội, đáng giết. Không thể để hắn sống sót được. Bọn họ trước sau lên tiếng là người đứng đầu những thế lực bất thủ. Lời nói của bọn họ rất có trọng lượng. Sát tâm của thánh thể quá nặng. Nếu điều lại thì tương lai khẳng định sẽ khiến thiên hạ máu chảy thành sông. Người của cứu lê thần triều cũng lên tiếng. <laughs> Đột nhiên một tiếng hử lạnh chuyển tới một loại ủy áp cực đạo mình mồng áp tới tràn ngập khắp nơi rất nhiều dãy núi đập tức hóa thành trò bụi hai kiện đế binh hợp cùng một chỗ thật nghĩ rằng có thể hiệu lệnh thiên hạ sao sinh lòng đạo nhân và không tức vương đã tới cùng nhau cầm hỗn độn thành liền áp đến so đấu số lượng đế binh sao ở xa xa một loại ủy áp khủng bố áp tới đặc biệt đáng sợ vừa xuất hiện đã có một loại khí tức duy ngã độc tôn Diệt khắp thiên hạ sông thiên thượng thiên hạ địa lục hợp bát hoang cửu thiên thập địa hết thảy đều thần phục dưới chân dường như có một đại đế thượng cổ sống lại trừ thiền vạn giới đều trùn rẩy. lão mù đã tới bên cạnh còn có đoạn đức hai người hợp nhất đế binh trở thành một tồn thiền mà quán vô cùng khủng khiếp đây là việc chưa bao giờ từng có năm kiện đế binh cực đạo cùng xuất hiện đúng là đủ khiến cả phía tây trùng châu phải lún xuống vĩnh viễn biến mất chuyện ấy khiến ai ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ không thôi bình khí đại đế viễn cổ rằng co có tới 5 kiện, đây là việc chưa từng có từ trước tới nay. Chúng đó nếu đều thức tỉnh, giao đấu với nhau thì căn bản không thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào nữa. Các khu vực này biến mất cũng không phải là không có khả năng. Thật là nghĩ rằng hai kiện đế binh cùng một chỗ là đủ hiệu lệnh thiền hạ sao? Trong hai trọng mắt tối đen bắn ra hai luồng ánh sáng cười lạnh không thôi. Mà nay ba kiện đế bình đối kháng hai kiện đế binh, chiếm cứ chủ động tuyệt đối, căn bản không hề e ngại. Các người thật muốn gây chiến sao từ sau thời thái cổ còn chưa từng có chuyện năm kiện đế binh rào đấu với nhau đâu nếu thật sự diễn ra thì tiên địa này xuất hiện vài lỗ thủng đó hoàng chủ cứu lê tần triều mở miệng nói đây là do các người gây ra còn cảm giác kỳ quái sao khổng tức vương cười lạnh dù mạo hắn tuấn tú xuất trần nhưng lại có khí tế quần đầm thiên hạ lục đồng chính là trí bảo trùng châu ngoại nhân căn bản không thể mang đi các người dù nắm giữ ba kiện đế binh thì sao đừng tưởng Trung Châu ta chỉ có hai kiện này. Người trong bóng tối mở miệng, khẩu khí rất cường ngạnh. Âm một tiếng, lão mù thúc giục thồn thiền mà quán, chấn ra một đũ đế uy cực đạo, nhưng trăm vạn núi lửa phun trào áp về phía trước, vô cùng mạnh mẽ. Người nói nếu muốn lưu người, càng muốn lưu lại khối lục đồng, còn muốn ủy hiếp chúng ta ư. Một câu nói của hắn như chấn động cả trời cao, sau cùng như tiếng sấm từ tận cửu thiên, âm âm rung động các người muốn cũng chỉ là xì tầm vọng tưởng thôi nếu muốn khối lục đồng thì sao không hòa vào hóa tiền trì mà tìm kiếm giờ lại muốn cướp bóc đúng là chuyện nực cười thanh âm của xích lòng đạo nhân len cang hữu lực song phương đều rất giận dữ lời lẽ vô cùng cứng rắn căn bản không có ý tứ lùi binh nam kiện đê bình thức tỉnh loại khí cơ này khiến nơi này như biến thành một mảnh địa ngục một cỗ dao động kinh khủng chấn ra như sóng thần liền trời kinh tầm động phách những người không có đế binh máu huyết như sôi trào thánh chủ cờ ra, các người có gì nói người của cựu lê thần triệu lên tiếng có kẻ muốn giết con cháu kiệt xuất nhà ta sự tình không thể dễ dàng bỏ qua như vậy thánh chủ cờ già nói ta nghĩ các người giết nhiều người quá rồi đó người trong bóng tối lạnh lùng nói mang theo một loại dao động kiếp người còn chưa có đủ đâu lão mù nói tiếp nhìn nhìn đám người diệp phàm và lý hắc thủy các người muốn đuổi tận giết tuyệt sao khinh thường bởi ba đại cường đạo bắc vực ta vô năng sao muốn diệt sạch hậu nhân của chúng ta sao lời của hắn càng lúc càng lạnh khác hẳn bộ dáng thường ngày câu cuối cùng như gào lên quyết không để yên truyền nhân của thành đế mà các người cũng dám giết sao khổng tức vương cũng cao giọng quát hỏi bình khi yêu đế trong tay bích quang hướng tiêu tràn ngập xương mù hỗn độn thật sự là muốn đánh một hồi rồi người trong bóng tối cường ngạnh mở miệng căn bản không có chút nhân nhượng chẳng lẽ sợ các người sao? Cùng lắm thì phá hủy cả trùng châu là cùng. Sinh lòng đạo nhân tiến lên, thành âm như tiếng chuông vang vọng, làng càng hữu lực, lời nói vô cùng dọa người. Phá hủy trùng châu ư, mọi người xa xa không khỏi hoảng sợ, để mình hoàn toàn thức tình, có thể làm được, tuyệt đối đủ để phá nát cả trùng châu này. Tới hiện tại, tình thế đã không thể khống chế được nữa, thoát khỏi sự khống chế của mọi người, mà nay các thế lực lớn đều không nhượng bộ, đều rất cường ngạnh. Nếu ra tay, sẽ là một hồi thiên tại tai nạn. Các người không nghĩ cho ngày sau sao? Nếu là đại chiến, hậu quả sẽ như thế nào? Một cương giả Trung Châu truyền âm. Sau này ra sao thì ra? Hôm nay phân sinh tử, bình khí cực đạo quyết đấu, không phục thì đánh cho trời sập, đất nát, sinh tử giò mệnh. Khổng Tức Vương nói ra một câu như chém đỉnh chặt sắt. Cũng không biết là ai ra tay trước, thần uy đại đế cổ thức tỉnh cuôn cuộn mãnh liệt, bao phủ mấy ngàn dặm, tràn ngập phiến đại địa tần lĩnh này thế nhưng mỗi tấc không gian đều đang run rẩy. Vài đế bình thức tỉnh, đánh xuyên qua bầu trời như đại bàng gặp gió bày vạn dặm, thần năng đại đế cổ tái hiện như muốn xuyên việt cổ kim. Hai kiện đế binh quyết đấu bà kiện đế binh, chắc chắn thất bại. Ở nơi xa xa, mọi người đều như hết hồn không ngừng lùi ra, nơi này căn bản không thể ở lâu được. Có lẽ sẽ xuất hiện kiện đế binh thứ sáu, có người thẩm đoán. Âm một tiếng, quả nhiên điều có người phỏng đoán đã thành hiện thực, một con đại long hoành không bay tới, lòng áp vô song, áp tháp muôn đời. Khí tức công phạt vô cùng tuyệt thế. Thái Hoàng Kiếm đã xuất hiện. Bọn họ dù sao cũng đã gửi trùng châu. Nhận được cầu viện lập tức ra tay đối kháng ba kiện đế bình đồng hoàng. Thực lực hai bên lập tức được giữ ở thế cân bằng. Sáu kiện đế bình cùng lúc hiện ra đều đã thức tỉnh, ảnh hưởng tới tương lai vận mệnh. Đúng là đại sự kinh thiền ảnh hưởng tới cả thần nguyên vô tận này. Sau kiện đế bình cùng lên vọt lên đủ loại ký tức đại đế, dường như có sáu vị đại đế sống lại, dao động năng lượng khủng bố, trấn áp cả tận lĩnh, quét khắp cả trung châu. Cuối cùng thì vòm trời bị đánh vỡ, xuất hiện một cái đại động khủng bố, xuyên ra cả tình không bên ngoài. Bọn họ cũng không phải là đại đế, không phải là thánh linh, không thể khiến đế binh hoàn toàn phóng thích. Nhưng dù vậy, cũng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Sau đạo trộm sáng cùng bán ra, biến mất ngoài bầu trời. Ở giờ khắc này, bao nhiêu người trên trùng châu này hoàng sợ thất sắc, tất cả đều nhìn về phía nơi này. Loại khí thức này chấn kinh tất cả những nhân vật tuyệt đỉnh. Mặc dù xa mấy chục ngàn dặm, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể cảm ứng được khí thức của đại đế cổ, thần năng mênh mông cuồn cuộn như có cổ đế tái sinh. Ở Đông Hoang, một thân ảnh tóc tai bổ xù cao lớn bay lên, nhìn về phía xa xa, thật lâu không nói gì. Ở Tây Mạc, trong một điện thờ cổ xưa, một thánh viên thần mặc cả xa, đẩy ra cửa miếu rách nát, phủ đầy bụi bặm, từ từ dâng lên nhìn về phía Trung Châu. Trong vũ đại vực, những nhân vật lánh đời của các thánh địa cổ, thân triêu cổ, cổ miếu cổ, thân điện cổ đều là chấn động. Thái cổ chủng tộc, người mạnh nhất đang ngủ say cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, dùng thân thức quan sát Trung Châu xa rồi. Giờ các này, thiên hạ chấn động, những cương giả kinh hãi ai ai cũng sợ hãi nhìn về phía tần lĩnh của Trung Châu. Khi tức đại đế cổ xuất hiện, sáu kiện đế binh cùng khởi nếu thật sự va chạm thì có thể sánh ngang một lần hắc ám đại động loạn cũng không có bao nhiêu sinh linh còn tồn tại cả trung châu cũng phải tứ phần ngũ điệt thật muốn giao đấu sao chúng ta đều sẽ phải trở thành tội nhân thiên cổ người của cứu lê thần triều lên tiếng hết thảy đều là do các người gây ra khổng tức vương nói bọn họ cường thế chỉ vì muốn bước đối phương theo ý của mình nhưng nếu thật sự giao đấu thì đây sẽ là một hồi đại tai nạn không thể chịu được nổi bởi vì theo truyền thuyết ở thời thượng cổ thật sự phải quyết chiến đấu giữa hai đế binh thì đều lựa chọn ra ngoài tình không giao chiến bằng không thiền địa sẽ phải hủy diệt nhưng những người đó đều là thánh nhân viễn cổ chỉ có bọn họ mới có thể rời khỏi phiến thiền địa này rời ra ngoài thiền địa trên phiến thiền địa này có không ít đế binh đã san bằng đại địa hình thành những địa vực mênh mông mà sinh linh tuyệt diệt không tới vạn bất đắc dĩ không ai muốn tạo ra đại chiến có hậu quả như vậy giao động đáng sợ truyền ra sau kiện đê bình vẫn chỉ áp chế lẫn nhau, Châu Quy chưa thật sự đánh tới. Thời điểm này, bây giờ vô cùng đặc biệt, không ai không kiềm kỵ. Giết thánh thể, lưu lại khối lục đồng, chúng ta còn như chưa từng có gì phát sinh. Người trong bóng tối mở miệng nói, không cần phải gây chiến làm gì, trù sát diệp phàm, những chuyện khác có thể thường lượng sau. Thánh chủ vạn sơ mở miệng, hắn không có đế binh, nhưng cũng là người một thánh địa, lời nói rất có phần lượng. Lời ấy sai rồi, vì sao phải giết thánh thể chứ? một vị đại năng khương tộc lên tiếng, gia chủ phòng tộc cũng phản đối. Yêu chủ nam lĩnh, thần tăng Tây Mạc đều đứng ở xa xa, nhìn chăm chú lại nơi này. Ai ai cũng có lại lịch cực kỳ to lớn. Tới hoàn cảnh này, Diệp Pham không có ý sợ hãi. Hắn và đám người đi hắc thủy đều dùng tới thần tuyền đều trị thường thế. Chạy ra ngoài, không cần quay đầu. Đột nhiên một thành âm truyền tới, không nghe ra được là giọng nam hay nữ. Trong lòng Diệp Pham khẽ động, nhanh chóng lao ra ngoài. Hai khối lục đồng luôn đơ trên đầu, mây mù lưu động. Còn muốn chạy sao? Thanh chủ tử phủ cười lạnh, thành âm tử rất xa truyền tới. Thanh chủ cờ tộc người mang cô bé rời đi. Bằng không, chúng ta không thể ngộ thường nó. Hoàng chủ cứu lê thần triều lạnh lùng lên tiếng. Lão mù, xịn lòng đạo nhân, mang hậu bối các người đi đi. Bằng không, lát nữa lại sinh ra hiểu lầm. Người trong bóng tối cũng lạnh lùng nói ra một câu. Đột nhiên thì đế binh chấn động, thái hoàng kiếm xé qua trời không. Cứu lấy đồ rung chuyển, một kiện đế bình khác trong bóng tối cũng phá toái hư không là ai? Bà đại thế lực truyền thừa bất hủ đều khiếp sợ. Có người ra tay quấy nhiễu đế binh. Đây cũng đúng là quá dọa người. Để làm được thế này, ít nhất cũng phải là một vị thánh nhân. Hơn nữa, hơn phân nửa, người này nắm giữ bí quyết chữ binh, có thể nắm binh khí cả thiên hạ trong tay, có uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Là vị tiên bối nào? Bà thế lực lớn này đều kinh hãi. Bọn họ không lo lắng vũ khí cực đạo bị cướp đi vì vẫn còn có thể triệu hoán. Thậm chí, nếu đã có phòng bị thì chỉ sợ ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng không có cơ hội. Nhưng hiện tại, ở vào trạng thái đặc biệt, bà kiện đế bình khác nhau chấn nhiếp nếu có thêm một thánh nhân viễn cổ xuất hiện, bọn họ tuyệt đối lầm vào hạ phong. Đế bình dị động, cứu lê đồ, thái hoàng kiếm đều nảy lên như do đã không phòng bị, không bị đối phương hút đi nhưng cũng rất ổn định. Diệp Phạm như một quang ảnh lao ra, bà đại thần triều trơ mắt mà nhìn, không dám phát động đê bình cực đạo, mặc hắn viễn độ Diệp Phạm nghe được một tiếng ho khan vô cùng quen thuộc, một thanh âm rơi vào tai hắn. Già rồi, kéo chút thời tàn tới được lúc này, đã là kỳ tích, ra tay hai lần, đã không còn khí lực nữa. Diệp Phàm giật mình, ở nơi tần lĩnh này thật sự có một vị thánh nhân, nhưng thần thể đã không ổn, dường như tính mạng cũng không còn được lâu nữa. Đi đi, thanh âm kia lại vang lên, chẳng lẽ là hắn, Diệp Phàm chân đạp bí quyết chữ hành hóa thành một tia chớp lao về phía chân trời, tốc độ kinh nhân như một quang ảnh. Tiểu Diệp Tử, chúng ta đi. cờ tử Nguyệt suy yếu mở mắt nói. Những người ở hư không vô tận cũng không biết có thanh nhân càn thiệp. Ai cũng giật mình, không biết vì sao, Hàn lập tức lao ra. Bây giờ, tới lúc này mà ngươi còn muốn chạy ư. Thanh chủ vạn sở thánh địa bay tới, dẫn theo cả một đám người. Ngoài ra, thánh chủ tử phủ cũng dẫn một đám người khác xuất hiện, cùng nhau về lấy hắn. Các người, đây là có ý gì? cao thủ cường già và phòng già chủ ý tiến lên đối mặt với hai đại thánh chủ âm cơ tử nguyệt thúc giục pháp lực lại quán nhập thân thể diệp phàm nàng đại càng suy yếu hơn tử nguyệt không cần như vậy cùng đám tỷ tiễn tất cả cùng đi ánh mắt của diệp phàm lạnh lùng tê ra vạn vật mẫu khí đỉnh ta ta không sao sắc mặt của cơ tử nguyệt trắng bệch gần như trong nháy mắt toàn thân của diệp phàm tràn ngập pháp lực thần quang trong mắt lóe sáng sát khí cũng dần dần lên huyết quảng lóe ra diệp phàm nhoáng một cái vượt qua lập tức diệt sát một đám người trong đỉnh rơi ra một khối thần nguyên sát khí vô tận thanh chủ vạn sơ hét thảm một tiếng nửa người nát bấy lập tức bỏ chạy như gặp quỷ thanh chủ tử phủ muốn đoạt đỉnh cũng không ngờ bên trong có dị vật rơi ra phần ngực vỡ nát bỏ chạy thục mạng xoạt diệp phàm dùng vạn vật mẫu khí đỉnh thu hồi thần nguyên phong ấn thánh nhân thái cổ nhảy ra huy động cửu thần binh giết hết hơn 10 tên thái thượng trưởng lão trước mặt này đó là gì? Thánh chủ tử phủ thất sắc, nhưng Diệp Phàm đã thi triển bí quyết chữ hành, chạy mất dạng. Thánh chủ vạn sơ thanh địa cùng hắn lao lên ngăn cản, nhưng vừa rồi bị trọng thương, tù vì chỉ còn một nửa. Diệp Phàm phân biệt cắt đứt mỗi người một cánh tay, rồi viễn độn không quay đầu lại, nhoáng cái đã biến mất, những đại năng xung quanh muốn ra tay đã không còn kịp, tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, không ai địch nổi. Đây là một mảnh rừng cây tuyết phong, cổ thụ nối điền một mảnh, sức mướt những bông hoa tuyết phòng trắng nón bay phấp phới thơm phắc mũi như là hoa tuyết bay múa thập thoáng đằng sau những tan cây cổ thụ phía trước rừng tuyết có một mảnh nghĩa trang với nhiều bìa mộ hàn đầy dấu vết năm tháng tạo ra không khí tang thương và trầm trọng một trận gió thu thổi tới cổ mộc đầy động canh hoa bay bay đầy trời rơi xuống như mưa nơi nơi là một mảnh trắng như tuyết mang theo vẻ điều hưu cảm giác mát mẻ diệp phàm từng bước đi tới trong mảnh nghĩa trang này ánh mắt đảo qua vài bia mộ, cũng không nói câu gì. Dưới lặng gió thu, mái tóc hắn rối bời che quất hai mắt. Hắn dừng lại trước một đám mộ phần, trên tâm bìa đá có khắc lại một cái tên quen thuộc, canh hòa trời trời trên mộ, càng tạo ra cảm giác mất mát. Không nhiều không ít, Bia xong bộ phần này có khắc tên sáu người, Bang Bác, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, Cương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy, cuối cùng là phần mộ của cơ tử nguyệt, thành tú mã tinh tế. Diệp Phàm chỉ dừng lại một chút ngắn ngủi rồi rời đi. Xuyên qua nghĩa trang này đi tới một mảnh rừng trúc. Nơi đây có mấy gian nhà tranh là nơi cư ngụ của hắn bây giờ. Đại chiến tần lĩnh đã qua hai tháng. Hắn lánh khỏi thế gian. Lúc này lặng lẽ tu luyện ở nơi đây. Không có chút ẩm ý nào của Hồng Trần. Không có hỗn loạn của thế tục. Sự yên lặng mà tù tĩnh. Đáng tiếc lại thiếu đi một chút sinh khí. Không nhìn thấy dung nhan của hố nhân. Không nghe được tiếng họ cười. Chỉ còn sự yên tĩnh và tiếng hoa rơi đảm bạn. Diệp Phạm dựng thân trong rừng trúc, lắng nghe đám lá rơi xào xạc. Theo hoa rơi mà càng thêm điêu linh, hắn như một người khách qua đường, sâu trong mắt là một mảnh yên tĩnh như nước, không chút khói lửa nhân gian. Đây là một loại khí chất xuất thế, Diệp Phạm mỗi ngày đều như thế, đi trong sơn giá, tới đuôi làm bạn với những con suối, đĩnh ngộ thiền địa tự nhiên, dùng nhập vào trong đó. Những cánh nhạn dần bay về Nam, dần dần rời xa, làm cho người ta không biết nơi nào là đường về nơi nào là nhà trong phiến tiền địa này lại là một con nhạn bắc bay về nam có nhận ra hai tháng này hắn cũng không có ý đi tù luyện nhưng lại có tiến cảnh rất nhanh có lẽ đã phải chuẩn bị đón nhận tiền kiếp không có các cười bên cạnh tu luyện một mình như thiếu quyết rất nhiều diệp phàm than nhẹ một câu rất nhanh lại qua một tháng diệp phàm thủy trung không rời khỏi nơi này tĩnh tọa trong nhà tranh quay đầu đối diện với một vách đá. Suốt ba tháng, chốt cuộc một tiếng nổ lớn vang lên, vách núi này vỡ ra, một thân ảnh hùng vĩ đi ra, chín đạo thần quang sông thẳng trời cao. Cầu thần binh kích động chém phá thiên địa như chín con thần hoàng vũ động, khiến phiến núi rừng này rung chuyển, cả dãy núi đều trùn dậy. Diệp tử, ta xuất quan rồi. bằng bác kêu lớn, hắn mày rậm mắt to so với thường nhân cao hơn hai cây đầu, khỏe mạnh, hữu lực, vô cùng cường tráng, Diệp Phạm cười lớn tiến tới ngành đón, đạo thường cũng đã ổn rồi chứ. Không có vấn đề gì nữa, thoát thải hoán cốt hơn xa trước đây. Bàng bác há mồm hít một cái, cựu thần mình hóa thành chín đạo ánh sáng chìm vào trong miệng hắn. Mái tóc đen dày bay múa, hắn đáp xuống mặt đất. Bên kia liên tiếp bốn tòa cổ động, phá khai, loạn thạch vang ra khiến một mảnh rừng trúc được dọn sạch, bụi mù bốc lên một mảng lớn. Ngô Trùng Thiên, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân trước sau xuất quan bay ra, cả đám đều tinh thần thoải mái, thường thế được hồi phục, một loại như thoát thải hoán cốt. Toàn đồng phủ thứ sáu rung chuyển một chút rồi bắn ra từng đạo tiên quang. Nó nổ tung, khối cử thạch bay về phía trước, một cô gái áo tím vọt ra. Tọc đèn nhẹ bay, áo tím triển động, sáng người thon dài, nắng như một tinh linh, vô cùng thần tú, lồng bị dài rung rung, đôi mắt tràn ngập linh khí. Cơ tử nguyệt trọng thương suýt chết, rốt cuộc cũng xuất quan. Quả bà tháng tu dưỡng, thường thế đã khỏi hết ta xuất quan rồi, thật sự là buồn chết mất. Điều gắt nhất trên đời là bế quan tù luyện đấy. Sau người đồng thời xuất quan, tinh thần tươi tỉnh, so với bản tháng trước thì đều mạnh mẽ hơn, pháp lực tăng lên thần thức cũng cổ đạo. Ta giúp các người lập bia mộ rồi đấy, đi tế bái chút đi. Diệp Pham vừa cười rồi nói, người thật đúng là thú vị đấy. Cơ tử Nguyệt nhằn nhằn mặt mũi, làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc phiều động, đôi mặt như màu thạch. Tàn thể rạch nan cứ đốt thành tro đi, còn lập mộ làm chi, tiểu diệp tử người đúng đã không có đạo lý mà lý hắc thủy cũng lẩm bẩm một câu bà tháng trước trong trận đại chiến đó đế bình cực đạo thức tỉnh ngay cả là diệp phàm thân thể cũng suýt nữa phải vỡ ra càng không nói mấy người này lúc ấy bọn họ nửa người đã hóa thành thịt vụn hoặc có một phần thân thể bị toái điệu cựu tử nhất sinh nhất là cơ tử nguyệt thương thế của nàng nặng nhất không ngừng bận dùng thế giới lực trả giá rất lớn gần như cạn kiệt trần nguyên xuất hiện vết thương đạo ngân chút nữa bỏ mạng thân thể vỡ nát của bọn họ sau khi rơi xuống đều bị diệp phàm trồn trong mảnh nghĩa trang kia cũng là tiện tay làm mấy cái bia mộ tù vì đạt tới trình tự bọn họ cụt tay có thể tái sinh tan thể có thể sinh trưởng lại quyết không thể bị tàn tật sau khi đạt tới tứ cực bí cảnh còn có năng lực hồi sinh đương nhiên điều kiện tiền quyết là thần thức không bị tiêu diệt bằng không dù là tiên nhân hạ phàm cũng vô dụng chỉ có thể thần tử đạo tiêu mấy người đều bị đế bình cực đạo làm bị thương giống như đại đạo chém dụng gần như không thể sống sót nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nhưng mà hết thảy điều này đối với diệp phàm mà nói lại không tính là gì trên người hắn có thánh quả thu được trong cấm địa thái cổ vốn chuẩn bị cho khổng tước vương mà không thể dùng được mà nay với số thánh quả này chữa thương tính mạng bọn họ không hề đáng ngại hơn nữa cũng vì thế mà thoát thải hoán cốt chiếm được đại cơ duyên các người đều đã xuất quan ta cũng nên tìm đời độ kiếp diệp phàm nói ngoại giới thì thế nào? Lý Hắc Thủy lại hỏi. Phòng trừng sôi trào đã qua đi, hiện chắc đã bình tĩnh lại rồi. Diệp Phạm rất bình thản, đối với việc này đã sớm có hiểu biết. Không bằng trước đây, chúng ta ra ngoài một chuyến đã nhỉ? Đúng thế, rời khỏi thế gian ba tháng, không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Hai ngày sau đó, đoàn người rời khỏi dãy núi này, đi vào một tòa cổ thành ở phía tây Trung Châu. Vừa vào thành đã nghe được rất nhiều tin tức. Qua chừng ba tháng, phòng bà của trận chiến ngày đó còn chưa bình tĩnh, vẫn là đề tài nóng hổi trong miệng mọi người. Trong quán cơm quán rượu, mọi người đều thường xuyên bàn luận. Đế bình cực đạo quyết đấu, chuyện xuất hiện với tần suất cao nhất, tác động mạnh nhất tới thần kinh mọi người. Ai ai cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Có chừng sóc kiện đế bình cực đạo đấy, có thể chém rụng cả ngôi sao ở vực ngoại, có thể chém nát cả Trung Châu, khiến đại vực núi lụt, sụt lún. Nhiều đế bình như vậy, mà không thể lưu lại được thánh thể Diệp Phàm bị hắn mang đi khối lục đồng đây. Trận chiến ngày đó có thể nói máu nhiễm trời cao, ngay cả nửa bước đại năng cũng không biết chết bao nhiêu người, một ít nhân vật cấp thánh chủ cũng liền tiếp ngã xuống. Một trận chiến ở tần lĩnh quá mức thảm thiết, chết rất nhiều đại nhân vật, đây đúng là một hồi phong ba cực lớn, rung động ngũ đại vực, ai nghĩ tới cũng phải biến sắc mặt. Một trận chiến kinh thế, nhiều đế binh như vậy xuất hiện, có thể nói là cổ kìm hiếm có, nhiều nhân vật ẩn thế của các đại giáo thiếu chút nữa đều đã hiện thế chạy tới nơi này. Nghe nói đã chết không ít đại năng đó, rất nhiều đại giáo cũng phải đỏ cả mắt. Ai ra, còn phải nói sao, ngay đó ai mà không giận dữ, chết nhiều người lắm, thì thể rơi xuống thành phiến cơ mà. Càng nhiều người xưởng cốt cũng không còn, bị đê bình cực đạo đánh cho tan thành xưởng khói. Mấy người diệp phàm trong lòng nghiêm nghị, sau khi bọn họ rời đi, vị tranh đạt hóa tiên trì và mộng nguyễn thần tùy trong lòng huyệt vạn cổ mà rất nhiều đại giáo lại diễn ra một hồi chém giết chết vô số người cuối cùng hóa tiên trì biến mất trong huyệt vạn cổ bây giờ tìm chìm sâu vào trong đại địa đó là một tổ căn có thể di chuyển sẽ không dừng lại một đời quá lâu Giật thảm thiết thi thể hai cốt chất thành núi giáo chủ đại năng tuyệt đỉnh một vương cũng bị chém giết đây là một trận đại chiến khiến người ta khó có thể quên được không ai biết đã có bao nhiêu người chết Phạm là các thế lực tham dự vào đều vô cùng đau lòng tồn tại nhất cực đều đã bị cao thủ. Có thể nói, đây là một thảm họa lâu rồi chưa diễn ra. Các đại giáo khắp nơi đều tử thương vô số, cùng cả những người đứng đầu. Đây là điều hiếm có trong mấy vạn năm qua. Lại nói tiếp, thanh thể đúng là rất được đây. Sau kiện đê bình cực đạo đều xuất hiện, cũng không lưu được hắn đại, còn khiến nhiều người chết như vậy. Đúng là chấn kinh thiên hạ. Mà nay ai không biết, người nào không hiểu, một thánh thể tiềm lực vô cùng vì trận chiến này mà truyền khắp các đại giáo khiến cho nhiều nhân vật cấp giả đời cũng đều phải kiêng kỵ. Mọi người đều đoán được rằng một khi người này trưởng thành, đạt tới cấp độ thánh chủ thì thiên hạ không có mấy ai có thể chế ngự hắn, đủ để ngạo thị nhân gian rồi. Một trận chiến nơi tần lĩnh, Diệp Phàm dù không muốn nổi danh cũng rất khó. Đoạt đi đế bình cực đạo của cựu lê thần triều, đại sát tứ phương, bây giờ thiếu chút nữa cầm được, khiến cho những ai ngày đó được chứng kiến còn sống cũng phải lạnh người khi nghĩ tới chuyện này. Cựu lê đầu run lên, khiến rất nhiều cường giả phải nuốt hận, toái diệt giữa bầu trời, ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại. Đánh cho giáo chủ ẩm dương giáo chỉ còn nửa cái mạng, đánh cho thánh chủ vạn sơ và thánh chủ tự phủ phải mất đi người một cánh tay. Thế nhưng, trọng thường mà chạy đi. Chiến tích của Diệp Phàm thật sự kinh động rất nhiều người, đạt tới lĩnh vực bát cấm, chiếm được kế thừa của huyền tiền sư. Một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể hùng thị thiên hạ. Yêu nghiệt tới từ đồng hoàng qua nhiên là kinh nhân, mọi người đều rất cảm thán. Trong loạn chiến, chặt đầu của đại năng, diệt sát cường địch, uy danh của Diệp Phàm khiến không ai không biết tới. Trong trận chiến này, lão mù và xích long đạo nhân trước sau tuyên bố, ai dám động tới con cháu bọn họ, thì bọn họ sẽ mang đế bình tới, diệt sát tất cả hậu nhân đối phương, vô cùng khí phách. Đám người ngô trung thiên, bảng bạc biến mất bả tháng, khiến rất nhiều thế lực lớn bất an. Thật đúng là sợ hãi hài lão già đời này cầm đế bình đến ra oai. Các người nghênh ngang như vậy ra ngoài, trở lại kỳ sĩ phụ, phòng trừng cũng không có vấn đề gì. Rất nhiều người thậm chí còn thở phào một hơi đó. Diệp Phạm cười nói, không thể không về kỳ sĩ phụ. Bây giờ cơ tử Nguyệt nói ra, cơ ra biết được hành tung của nàng, bà tháng qua vẫn luôn phái người âm thầm thủ hộ. Lúc này có người truyền âm nói, kỳ sĩ phụ có bí mật cực lớn, lão tổ tông gia tộc ta nói có thể thông với một viên cổ tinh ngoài tinh không. Đây là lý do căn bản khiến rất nhiều người thế lực bất phủ của con cháu phái đến để gia nhập vào đó cư Tử Nguyệt nói ra bí mật thứ nhất các người là hậu nhân những lão ngoan độc ta thấy không cần lo lắng cho các người nữa rồi diệp phàm cười nói hắn muốn đi tìm một nơi để độ kiếp cho nên tạm thời phải tách ra sau không lâu nữa ta sẽ đi kỳ sĩ phủ tìm các người uống rượu diệp phàm phất tay đi về phía xa xa mà nay mọi người đều cho rằng diệp phàm sẽ phải ẩn phục rất lâu không dám hiện thế bằng không hai khối đục đồng cũng đủ khiến cho các thế lực lớn của Trung Châu điên cuồng rồi. Nhưng bất cứ ai cũng không nghĩ được, thế giới bên ngoài còn rất huyền náo. Một tin tức kinh người đầu tiên truyền ra. Diệp Phạm Đỗ kiếp, địa điểm lại nằm trước ẩm dường giáo, vô cùng kiêu ngạo, dám dẫn động tiền kiếp trước sơn bồn nhà người ta, sớm chớp đánh xuống liên tiếp tận nửa ngay. Cuối cùng ẩm dường giáo không còn gì ngoài phiến tinh thổ ở trung tâm. Phía ngoài biến thành một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, nếu không có phải đại giáo này có khí thiên trận văn thì chỉ sợ bọn họ đã bị sàn bằng rồi. Tin tức này vừa ra khiến cả Trung Châu chấn động mãnh liệt, ai ai cũng rất kinh ngạc, thánh thể quá cường thế, thế nhưng dám chạy tới trước sơn môn một đại giáo độ kiếp, hủy diệt hết thảy, thật sự quá to gàn lớn mật. Ẩm dường giáo đúng thật là xui xẻo tận tám đời, bị người ta phá nát cả một mảnh thần thổ xây dựng mười mấy vạn năm, đây là loại ủy khuất như thế nào chứ? Cả người vậy là không biết rồi. Loại thiên kiếp này vô cùng đáng sợ. Nếu không có một trong bốn loại trận văn đại đế truyền lưu trên đời, có thể khi thiên ấn thì âm dương giáo phòng chừng là đã bị san bằng rồi. thanh thể đây đã đang mạnh mẽ tuyên chiến rồi đây. Cho những kẻ dám có ý đồ với hắn biết rằng nếu làm hắn nóng này thì cái gì hắn cũng có thể làm. Đại chiến tần lĩnh vừa qua không lâu lại xuất hiện chuyện như vậy khiến đại giáo khắp nơi cũng bị kinh động. Rất nhiều người trở nên yên lặng, thánh thể cuộn khởi hơn phần nửa đã là chuyện không thể ngăn cản được. Năm đó, thanh thể đại thành có thể tranh hùng với đại đế cổ, mà nay một người đánh vỡ nguyền rùa xuất hiện trên thế gian. Nếu trưởng thành thì hơn phân nửa sẽ tái hiện lại sự huy hoàng nằm đó. Mới chỉ không đầu mà hắn đã là một cường giả hóa lòng biến thứ 9, sắp bước vào tiền thải bí cảnh. Sau khi mọi người biết được điều này, càng không thể bình tĩnh, nhiều người đều đứng ngồi không yên với tốc độ trưởng thành khủng bố của hắn. Đầy mới chân chính là yêu nghiệt, nguyệt thuật vô song, chiến lược cường đại. Bây giờ, tất cả tiến cảnh vùn vụt, tương lai còn mấy người có thể chế ngự hắn. Vương đằng còn không ra tay, thế lực bất hủ này không biết có thể bóp chết hắn từ trong trứng hay không. Rất nhiều người đều đang chú ý, lặng lặng chờ đợi. Diệp phạm độ kiếp ngoài ẩm dường giáo, thần thành khí sảng, cái địa vực này hóa thành một mảnh khô cằn rồi quyết đoán bỏ đi, không hề dừng lại. Bởi vì theo truyền thuyết, thì thế lực này có một thánh minh truyền thế, nằm đó ở trong tay một vị thánh nhân viễn cổ vô địch thiên hạ, không thể trêu người. cạo thấp ẩm dường giáo đều giận dữ vô cùng, lần này không có gì để nói. Từ khi khai giáo tới nay, còn chưa có ai dám tới ngoài sờn mồn kiêu ngạo như vậy. Trong một tòa cổ trấn, Diệp phàm ngồi trong một quán rượu nhỏ, tự rót tự uống, lặng lặng nghe mọi người bàn luận, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, nghe nói ẩm dường giáo đã phát điên lên rồi, huy động mọi nguồn lực tìm kiếm thánh thể. Bạc đế đã tuyên cáo rằng chỉ cần Diệp Phàm xuất hiện, hắn sẽ lập tức diệt sát. Lần trước vương đằng ở tần lĩnh bị thánh thể khiến cho thiếu chút nữa đã trực tiếp bỏ mạng, vô cùng mất mặt. Thánh thể thật sự dám nói, dám làm. Người như vậy thật đáng để chúng ta nể phục. Tần lĩnh, phía tây trùng châu rộng lớn vô tận, phạm vi không ít hơn trăm vạn dặm, nơi nơi đều là các dãy núi. Dưới đêm trăng, cả mặt đất hiện lên vẻ trắng bạc trên đỉnh cổ mộc sơn cũng là bị một mảnh ánh trăng bao phủ. Thường xuyên có thể thấy được một ít lão thi phun ra nuốt vào tuyệt tinh. Thì thoảng còn có thể nhìn thấy một ít cổ chiến xa lào ra khỏi cổ sơn, phi hành rầm rầm dưới ánh trăng. Có một ít là xe của hoàng chủ, còn có một ít là của các đại năng khác. Đáng tiếc hết thảy đều thuộc loại cổ thi là khi chết được táng như vậy. Này xuất hành vào ban đêm rất quái dị và thần bí. Trong đêm trăng thành tĩnh Diệp Phạm một mình hành tàu trong tần lĩnh, sắp sửa đi ra. Hắn cuối cùng nhìn thấy phiến dãy núi này, tránh né bảy tám bộ cổ thi có thể sánh với thánh chủ. Bệnh lão nhân quả nhiên rời đi, hắn đã chiếm được thứ mình cần sao. Tần bồn vẫn ở chỗ cũ, nhưng đầy thiếu một ít người. Bệnh lão nhân, nguyệt đình công chúa, thứ sinh tuấn tú, hòa phần phi, lý tiểu mạn đều đã biến mất. Đại chiến tần lĩnh có nhân vật ngang hàng với thánh nhân viễn cổ trà tay, cuối cùng Diệp Phàm còn cảm ứng được dao động thần niệm của hắn, có phần rất quen thuộc. Đúng là bệnh lão nhân sao? Hắn rút cuộc là có thân phận như thế nào? Đoạt được đế binh cực đạo, nghe cũng rợn cả người. Đương thời, thanh nhân đồng hoàng có một người còn sống, là lão phong tử, mà Tây Mạc Tù Di Sơn cũng có một người là đấu chiến thắng Phật. Pháp lực của bọn họ vô biên, một sợi tóc rơi xuống cũng đủ giết chết một gã nửa bước đại năng. Một giọt huyết tinh bay ra đủ đánh chết một vị thánh chủ đây là nhân vật không thể tưởng tượng nổi, vô địch đương thời, căn bản không có người nào bằng được. Dù có đế binh cực đạo, các thế lực bất hù cũng không dám chọc giận. Lão thật sự là người kia sao? Diệp Phạm nghe tới lời nói của bệnh lão nhân với hắn. Lục trương khi đang hành tàu trong tần lĩnh, nhắc tới không ít chuyện cũ của 9.000 năm trước đây. Một thế hệ thiên kiêu ngày xưa, nhân vật cái thế vô địch vẫn còn sống tới hiện nay. Như vậy, tuổi của hắn hơn phần nửa chính là 9.000 tuổi, thật dọa người diệp pham muốn gặp lại bệnh lão nhân đưa cho lão một trái thánh quả nhưng không được lão nhân ôm yếu này đã sớm rời đi tho nguyên của lão sắp hết nếu tỏa hóa như vậy thì thật đáng tiếc không thể đưa cho lão một gốc bất tử thần dược được tân bôn vẫn như trước đây ngọn đối cao nhất phải đạt hơn ngàn thước bình thường cũng ngập trong bầy khói nhưng có cao thủ cái thế tỏa trấn đây là một đời bí hiểm diệp pham chiếm được bí quyết chữ binh không cần ở lại nơi này hắn lần này tới là muốn nhìn một cái rồi sẽ rời đi không ở lại nữa bắt đầu một hành trình mới từ đó tu luyện dù vượt qua núi sông biển cả phải đạt tới tiên thai diệp phạm rời khỏi tây bộ trung châu này đi về phía đông mà không bế quan hắn vừa mới đột phá cảnh giới mới cần được mà luyện và củng cố chuyện bế quan đừng nhìn là quan trọng nhưng cũng không thể thiếu việc luyện tâm ở nhân thế mà tới cảnh giới này hết thảy đều cần phải cảm ngộ có khi tĩnh tọa trăm năm còn không thu hoạch bằng một chuyến đi tới hồng trận. Diệp Phạm như một người khổ hạnh, một đường tiến về phía đông, thể nghiệm nhân sinh tu đạo giữa hồng trận, đi tới đầu cũng xem sờn xuyền địa thế. Nửa năm sau, hắn rốt cuộc cũng có tù vị hóa lòng biến thứ 9. Hắn vượt qua không biết bao nhiêu nơi, thấy được sự cường thịnh, cường đại của bách giáo chư tử Trung Châu. Rất nhiều người ở Trung Châu đang tìm kiếm Diệp Phạm, chờ nói vạn vật mẫu khí đỉnh trên người hắn. Trường hai cốt lục đồng cũng khiến cho không ít người đỏ mắt. Đáng tiếc, không ai tìm được hắn cả. Diệp Phạm lăn ra đây cho ta, một bàn tay của đại ca ta cũng đủ giết người trăm lần. Sau hơn nửa năm bình tĩnh, một thanh âm kiêu ngạo vang vọng khắp trời nam đất bắc. Vương Trùng chưa chết, hô lớn một câu như vậy. Đệ đệ của bắc đế chưa chết, tu luyện nửa năm đã hồi phục, vẫn kiêu ngạo như trước đây, kêu gào khắp Trung Châu, muốn chém giết thánh thể, nghiền xương thành tro. Một trận chiến nơi tẩn lĩnh, Diệp Phàm danh chấn Trung Châu, dùng cửu lê đồ quét ngang chư hùng, đánh cho những cường giả liên quan biến sắc, thậm chí khiến vương đẳng trọng thương được gần đoạn cốt, khống chế cổ chiến ra màu vàng mà chạy. Tuy nhiên, trong trận chiến đó, bạc đế cũng chấn kinh thiên hạ, bởi vì thực lực hắn biểu hiện ra đều là dựa theo tù luyện mà có, không dựa vào đế binh nhưng cũng đủ tranh hùng với thánh chủ. Một nam nhân chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà đã bay ra thực lực kinh thiền động địa như vậy, thành tựu tương lai không thể đo lường. Trận chiến đời tận lĩnh, tuy rằng Diệp phàm đại náo mười phương, khiến bác đế bị thương nhưng căn bản không ảnh hưởng tới uy danh vương đằng, bởi vì đối mặt với đế bình cực đạo bất luận kẻ nào cũng phải tránh đuôi trong trận chiến thảm thiết ngày đó không biết có bao nhiêu đại năng đã chết hắn có thể toàn thân chạy thoát sống được đã là một kỳ tích diệp âm lăn ra đây một ngón tay của đại ca ta cũng đủ giết ngươi rồi vương trùng kêu gào như vậy bắc đế tuyệt đối có thực lực ngạo thị thế gian có thể chiến thắng hết thảy địch thủ vương trùng ngang ngược như vậy muốn kích tướng để Diệp Phạm đi ra, bằng không rất khó tìm thấy hắn. Trong nửa năm qua, Vương Đăng dần độ ra những nhân thế là một thế gia siêu cấp cổ xưa của Bắc Nguyệt, tương đương với các thần triều bất hủ của Trung Châu, các thầy giả thái cổ của Đồng Hoàng. Kể từ khi bản thân của hắn còn chưa được 2 tuổi, từng bị một con tiên hạc mang đi, tiến sâu vào trong đám mây. Từ đó, hắn thường xuyên biến mất một hải tháng, mỗi lần đều có biến hóa thoát thải hoán cốt. Lần đầu tiên, tổng nhân của hắn còn rất lo lắng, nhưng sau đó để mặc tiên hạc đưa hắn đi, cho tới khi hắn 12 tuổi mới thôi. Lúc này, hắn đã chiếm được kế thừa của loạn cổ đại đế. Năm tuổi, hắn đã có thể đọ sức được với giao long trong hồ sâu. Bảy tuổi, một mình tiến nhập cổ thần hồ của Bắc Vực, thu được cổ chiến xa màu vàng. Chín tuổi, tiến vào cổ đế sơn, mang ra loạn cổ thần phủ và một thanh thiền đế thánh kiếm. Mười hai tuổi, rơi vào thần hoàng động, thu được máu bất tử thần hoàng hết thảy những điều này như mộng ảo nhưng đã xuất hiện trên người Vương Đẳng, so với truyền kỳ của đại đế cổ cũng không khác nhau nhiều. Khi mọi người biết hết thảy những điều này đều trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi, không phải là người đại khí vận thì không thể, tuyệt đối là một nhân vật thời đại lịch sử nhân tộc. Không thành đế đúng là có lỗi với những gì hắn đã trải qua, dù có thiên đại biến có phát sinh, thế nhưng hắn ít nhất cũng có thể sánh bằng nhân vật thánh nhân viễn cổ. Đây là ý niệm trong đầu mọi người những gì vương đằng trải qua đều khiến người ta trố mắt mà nhìn tuyệt đối là con của ông trời được ông trời nhận làm bà con qua nửa năm không hề ít các thế lực lớn muốn kết làm thông gia với vương gia của bắc nguyên trong 10 đại mỹ nữ của trung châu có ba người có gia tộc từng tiếp xúc với bắc đế một đời kỳ nhân thần toán tử từng thôi diễn nếu không có gì ngoài ý muốn tương lai của bắc đế có lẽ thật sự biến thành một nhân vật đúng với cái tên đại đế mà không chỉ là một cái danh hiệu diệp phàm người sợ chết sao? Đại ca của ta chỉ dùng một lóng tay để chiến đấu với người. Người dám xuất hiện không? Nửa tháng này, vương trùng đã tạo ra ẩm ý hơn trước. Trong lòng Diệp Phàm vẫn hết sự bình tĩnh, không nhanh không chậm như cũ. Hắn bộ đường đi về phía đông, lặng lặng thể ngộ như một tăng nhân khổ hạnh, trần trần áo tang. Tầm linh niệm lực cường đại như vậy, bỏ qua vinh nhục, độc tù tẩm niệm, không quan tâm tới ngoại giới, lại có lực lượng như vậy. Đây là điều hắn cảm thán vô cùng. Diệp Phàm đã là tu sĩ hóa lòng biến thứ 9, xương sống hóa thành đại long, đã sớm đạt tới cảnh giới viền mãn, ngẩng đầu lên đã thấy tiền thai ở xa. Cái gọi là tiền thai chính là phần đầu, trong đó tâm thần thổ chính là một trung ương, đây là một đời căn nguyên bí cảnh cuối cùng. Thần thức lực của ta vẫn không có kém, tu luyện bí cảnh này có khi lại giúp ích. Trùng châu mình mông vô tận, dù Diệp Phàm đi cả nửa năm, một lòng đi thẳng về phía đông nhưng vẫn chưa vượt qua được khu vực Tây Bộ, nếu là bình thường thì hắn cần phi hành mấy năm mới rời khỏi được Tây Vực. Cuối cùng hắn bắt đầu vượt qua hư không, đi tới trùng bộ, tiên mạch nơi kỳ sĩ phủ nằm ngay trong phía địa vực này. Diệp Phàm không hề xa lạ gì với nơi này, từng ở lại rất lâu, hơn nữa sau khi nhìn thấy tòa cổ thành liền thấy rất quen thuộc. Tây Bá Thành tồn tại xa xưa là một trong mười đại cổ thành của Trung Châu, cách kỳ sĩ phủ hơn trăm ngàn dặm. Thành trí Nguyên nga bảo là hùng vĩ, tường thành như đúc từ kim loại như một bức tường sắt đen thui bên trong phồn hoa tớp nập chư tử bách giáo có đủ loại người ngựa xe như nước ngày đó diệp phàm từng tới đây đấu giá lòng tủy cũng ở ngoài thành đánh chế kim xích tiêu của hoàng kim giả tộc gặp phải một hội phòng ba tây bá thành ta lại tới đây có không ít kỳ nhân kỳ tài kỳ sĩ phủ thường đi tới cổ thành này để có thể đấu giá các loại kỳ trần thần binh hoặc mua những thứ hiếm có để ngộ đạo cổ thành vẫn phồn hoa bảo là như trước. Diệp Phạm hành tẩu trên đường phố, sau khi không lâu liền lắng nghe được tiếng kêu gào của Vương Trùng, đương nhiên đều lắng nghe lại từ miệng của người khác. Thánh thể không hơn gì thế cả, không thể nào đánh bằng đại ca của ta được. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, đại ca của ta sẽ một bước đạp chết hắn. Mọi người đang bàn luận khẩu khí của Vương Trùng càng lúc càng cứng rắn, chửi Diệp Phạm không ra làm sao, chỉ còn kém đạp lên mặt của hắn mà thôi. Tiểu yêu nghiệt này không khỏi nói hơi quá đáng, kêu gào như vậy không khỏi quá mức phách lối đi. Người này rất nhỏ tuổi, nhưng tầm địa cũng quá ác độc. Hắn đã hạ quyết tâm phải quấy nhiễu tâm cảnh của thánh thể, khiến hắn không thể bình tĩnh được. Ta nghĩ rất nhiều người đều thấy được. Nếu như bản thân của thánh thể trưởng thành lên, thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại địch chứng đạo với bắc đế. Vương trùng đang lo lắng cho đại cả của hắn thôi. Con nhỏ tuổi mà bắt đầu vì huynh trưởng chọn đường giết địch sao? Diệp Pham không tức giận, hắn trải qua nhiều chuyện lắm rồi một chút nhục nhã căn bản không đáng gì lạnh nhạt cười tuy nhiên hắn lại không tính toán bỏ qua khi nào ra tay được sẽ ra tay ngay vương trùng tới tây bá thành hắn nghe được tin tức này liền cười cười cảm thấy nên có chút giáo huấn ai cũng không ngờ được diệp phàm đột nhiên tới tây bá thành cũng không che giấu hạnh tùng dùng chân thân mà đi tới hét lớn một tiếng vang động toàn thành vương đăng đi ra nhận lấy cái chết một tiếng rống lớn này khiến cả tòa cổ thành như lải động trên tường thanh lập tức xuất hiện rất nhiều đạo thần ảnh, có không ít người lập tức bay lên không trung. Thánh thể lại xuất hiện, hắn cũng đúng là dám tới rồi. Lần này, hắn đã tới giết bác đế, dám công khai như vậy, không sợ chết sao. Diệp phong dừng thân ngoài thành, trên người mặc một bộ chiến y, toàn thân lóe ra thần quàng màu vàng hướng tiêu, huyết khí như là đại lòng xuyên qua thiên địa, ở rất xa vẫn có thể cảm nhận được loại ủy áp này. Vương Đằng đi ra, nhận lấy cái chết. Hắn đứng đó như một chiến thần, tóc đèn dày bày đoạn trong gió, ánh mắt sắc bén thần quang sáng người, đối mặt với một trong mười đại cổ thành Trung Châu, Tây Bá Thành. Họ diệp người thật dám xuất hiện ư. Vương trùng bay ra khỏi cổ thành, dựng thần trên bầu trời, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Lần trước, hắn suýt bị diệp phạm giết chết. Gọi ca ca của người ra đi, đừng trốn tránh nữa. Ta đưa các người đi tiên vực, đoàn viên cùng thủy tổ nhà các người nha. Diệp Phạm bình tĩnh lên tiếng chửi. soạt một tiếng, vương trùng hạ xuống phía sau đi ra một lão nhân trong đó còn có hài sinh đình thái cổ vô cùng dữ tợn và hùng mãnh rất nhiều người ở tây bá thành bị kinh động đứng trên bầu trời xa xa quan khán nơi đó có đệ tử kỳ sĩ phủ công chúa thần triều truyền nhân của các đại giáo ca ca của người đầu bảo hắn ra đánh một trận với ta diệp Phạm lên tiếng hỏi chỉ bằng ngươi cũng muốn quyết chiến với huỳnh trưởng ta sao sớm chuẩn bị thiền là địa võng cho người rồi người dù chắp cánh cũng khó thoát vương trùng cười lạnh nói Vương Đăng chết nơi nào rồi? Diệp Phàm không khách khí chửi tiếp. Đại ca của ta sớm đi tới Đồng Hoàng, không rảnh tiếp đón ngươi, ta diệt người cũng được. Vương Trung cười ẩm lãnh, vươn ra một ngón tay chỉ mà nói. Hôm nay ta sẽ nghiền nát ngươi. Vương Đăng đi tới Đồng Hoàng có thể muốn tiến vào Vạn Long Sao, cũng có thể đi Tử Sơn, nơi vô thủy đại đế tọa hóa, cũng có thể đi vào phiến cổ địa khác, gặp người đứng đầu các thế lực và công chúa của bọn chúng. Đây là thông tin Diệp Phàm thu được qua Bách Hiểu Môn, Thiền Cơ Các và Hồng Trần Hiên. Ba cổ giáo này đều là thuộc trừ tử Bách Giáo của Trung Châu. Căn nguyên xa xưa vô cùng có thể tìm hiểu được trước thời Hoàng Cổ. Tin tức linh thông bán tin tức ra bên ngoài một chữ ngàn vang vô cùng chính xác. Đồng thời còn có tin tức vườn đẳng đi đồng hoàng rất có thể đã đề cầu thân với một thế giả thái cổ. Tin tức thì có thể nói là rất nhiều nhưng tin tức chính xác thì không có mấy vương trùng tự tin bởi phần bộ dạng an chắc diệp phàm hắn là người không lớn nhưng lại tương đương kiêu ngạo một ngón tay chỉ vào diệp phàm ánh mắt hung ác rồi nói hôm nay cho người chín cái mạng đều không đủ chết ở phía sau hắn có một đảo, nhân bây giờ xếp thành một hàng người nào người đấy, tinh thần quắc thước thiền đình cái đều có thần quang vọt lên tất cả đều là thái thượng trưởng đảo, tiền thài tầng thiền thứ nhất trở lên đội hình diều cấp cường đại thẳng nhóc con nhà ngươi khôn ngoan, không ngoan ngoan ở nhà bú sữa mẹ, rảnh rỗi chạy rồng ngoài đường làm gì. Diệp Phong trêu chọc rất khổng phúc hậu. Cho người đặc ý trước đi, lát nữa cho người muốn khóc cũng không ra nước mắt. Tuổi của Vương Trùng chẳng qua chỉ là 11-12, lại hai tay chắp sau lưng, lộ ra một vẻ tươi cười âm trầm không tương xứng với tuổi. Tốt lắm, ta nên đứng ở chỗ này, tới đánh thúc thúc đi. Diệp Phong không chút bị động nói ra, đứng trước cổ thành nhìn quét đám người này. Lúc này trong thành bay lên rất nhiều bóng người rậm rạp, quan sát hết thải ngoài thành. Tất cả đều rất kinh dị. Diệp phàm dám làm như vậy ra ngoài dự đoán trước của tất cả mọi người. Không ngờ không trốn, ta thành toàn cho người. Các vị trưởng lão giết hắn. Vương Trung lạnh lùng phất phất tay. Loại ánh mắt tàn nhẫn này căn bản không giống như một đứa trẻ. Ở phía sau hắn, tám gã cường giả tiền thai tầng thiên thứ nhất đứng ra, chậm rãi tiến lên. Ngoài ra còn có hải sinh tình thái cổ từng bước ép tới, bộ dạng rất hùng dữ nành ác. Đương thời cũng chỉ có mỗi bác đế có phái đoàn như vậy, thu phục sinh linh thái cổ làm nô bộc, hiện nay để lại hộ vệ cho đệ đệ hắn. Hai người các người đã quên thánh hoàng tử rồi sao? Thật sự là không có trí nhớ, làm đô tai của vương đằng đến nghiện rồi ư. Diệp phàm không chút điều tình khiển trách. Thánh hoàng tử địa vị tổn quý, nhưng là cũng không quản được chuyện của tộc ta. Chủ nhân đi gặp vương của tộc ta. Nhìn người khác đều là không quản được sinh đình toàn thân vải vàng cao hơn một trượng kia mở miệng cãi trong lòng diệp phàm khẽ lay động tin tức hắn nhận được quả nhiên là thật vương đăng đi đồng hoàng xa xôi đến tột cùng là muốn vào vạn long xào hay là đi tử sơn mà vô thủy đại đế tỏa hóa hoặc là một cổ địa khác chăng bắc đế muốn làm chính là muốn kết giao với vương của thái cổ sao tương lai nếu như có xung đột hơn phần nửa liên quan đến cổ vương đáng sợ không phải chuyện tốt ta nề mặt thánh hoàng tử cho các người một con đường sống sớm cút đi cho ta, nếu không một người cũng đừng mong sống sót. Diệp Phàm lại quát lên. Muốn chết sao? Người chẳng qua là một nhân loại hóa lòng biến thứ chín mà thôi. Cho rằng mình là thánh hoàng tử sao? Ta một trường có thể đập chết ngươi? Một con sinh vật thái cổ âm trầm nói ra, lộ ra hàm răng trắng nõn, sắc bén. Nếu là vương tộc của các người tới, thì con có tư cách nói như vậy. Chỉ bằng đám hạ nhân các ngươi cũng dám nói lời vô lệ ư. Diệp Phàm bình thản đáp lời đều nói thánh thể thần thể phù song nhưng ta ở thời thái cổ lại căn bản chưa từng nghe nói ngược lại ăn không ít cường giả nhân tộc sinh vật thái cổ này bước tới ép về phía trước hàm răng trắng nhờn lộ ra ngoài mà nói mùi vị của thần huyết hoàng kim hàn la rất thơm ngọt nghe nói một khi tiểu thành coi như là linh dược rồi để ta tới nếm thử một phen đây là một sinh vật thái cổ cường đại một chân bước vào cảnh giới thánh chủ là một vị nửa bước đại năng gần như có thể chiến đại năng bởi vì thân thể chủng tộc Thái Cổ đặc biệt mạnh mẽ, vượt xa nhân tộc, gần như kim cương bất hoại. Đây là bảo thể mặt trời cao ban cho bọn họ, nhất là bộ tộc bọn họ lại càng mạnh hơn. Hắn vừng một cái móng vuốt ra, màu vàng, giống như là một cái bánh xe vỗ xuống. Gió mạnh đập vào mặt, thổi cả mặt đất đau nhức. Bây giờ hiện trường cắt bảy đá chạy. Diệp Phong cười lạnh, sinh vật thái cổ này thật sự dám và chạm thần thể, cứng đối cứng với hắn. Đây chính là không tin thánh thể của nhân tộc, muốn một trường đập chết thánh thể nhân tộc người quỳ xuống cho ta sinh vật thái cổ này rất tự tin cho rằng trừ tộc đấu chiến thánh viên ra thì tộc bọn họ thần thể mạnh nhất diệp vam bước lên một bước tay phải giống như cái tớt màu vàng vỗ xuống hai tay chạm nhau và trả một tràng tiếng nổ vang trời rồi sau đó thành ầm nứt giường vang lên sinh đình thái cổ tay phải rút gần như vặn vẹo bây giờ tiếng vàng không ngừng đầu giường lộ ra ngoài vụn giường bay lên máu chảy đầm đìa diệp phàm lấn tới lại một trường đánh ra còn sinh đình thái cổ này hoàng sợ hết hồn rùn giọng nói thân thể nhân tộc lại có thể mạnh mẽ như vậy chăng lần này càng triệt để đại thủ ấn của diệp phàm bắn xuống bổ rơi một cánh tay của hắn nửa người rách nát bị đánh rơi xuống đất như một quả dừa hấu đỏ tươi một vùng còn sinh đình thái cổ này kêu thảm thiết giống như một cái cọc gỗ bị mục nát bày ngang ra ngoài phịch một tiếng rời ra ngoài trầm trượng nửa bên người bị mạnh mẽ đánh biến mất thần thể tuyệt đỉnh thánh chủ đều không mạnh mẽ bằng tộc của ta khi lực của hắn cường đại như vậy không kém so với bộ tộc đấu chiến thánh viên còn sinh vật thái cổ này hư thảm bị giao huấn bằng máu chứng minh sợ đáng sợ của thánh thể nhân tộc bên cạnh phương trùng chắp hai tay sau lưng cười lạnh nói cho dù người có thể lực nhổ núi cao thì lại thế nào chứ cũng không thể ngăn được pháp lực ngập trời của đại năng lúc này tám vị thái thượng trưởng não đã ép tới gần một con dình đình thái cổ màu bạc khác cũng giữ tận bài tới một đôi thần si sáng ngời giống như thiền đào. Chỉ bằng mấy người các người không thấm vào đâu. Diệp Phạm lắc đầu. Ta bảo này thiếu niên họ Diệp, người quá tự phụ, lúc này muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Ở phía sau có tiếng vàng chuyển đến, một nam nhân trung niên dáng người hùng tráng, mặt như bụi tao đi tới cắt đất đường đùi của hắn. Đây là một vị đại năng tuyệt đỉnh, bên cạnh hắn còn có năm người đều đàn nửa bước đại năng, có thể nói thực lực siêu cấp cường đại đủ để tiêu diệt tù sĩ cấp bậc như Diệp Phạm. Vương Trùng kêu lên, thúc thúc. Người tới là thúc thúc ruột của hai anh em Vương Đằng, đã đại năng cực kỳ nổi danh của Bắc Nguyên, có thể sánh ngang các thánh chủ là một vị cường giả ở vương gia có quyền thế rất lớn. Trong tám thái thượng trưởng đáo cũng có một vị đại năng, nhiều người như vậy vây kín Diệp Phạm, hai vị cao thủ tuyệt đình áp trận, có thể nói hắn chắp cánh khó thoát, không có được sống. Họ Diệp kia, người mọc quỳ xuống đi, Đến lúc đó, ta ít trả tấn người một trận, bằng không người muốn chết cũng khó. Vương Trùng nghiến răng nói, oan khí sùng thiền, ánh mắt ác độc, hắn hận Diệp Phàm thấu xương, trước sau hai lần suýt nữa đánh chết hắn. Hai vị đại năng, mười mấy vị thái thượng trưởng đáo, cả người thật đúng đã xem trọng ta. Diệp Phàm rất trấn định, không có vẻ kinh sợ nào. Họ Diệp ngươi đừng có mạnh miệng, lát nữa ta muốn đem khuôn mặt của người dẫm nát, cho người không còn mặt mũi, ta xem người còn lên mặt như thế nào đây. Vương Trùng âm trầm nói, thằng nhãi con nhà người lại nằm mơ rồi, hai lần trước để cho người chạy mất, thật sự là bất tam bà bận, hôm nay ta đưa người lên đường. Diệp Pham mang theo ý cười rồi trào phúng, người trẻ tuổi quá mức tự đại không tốt, người trước sau hai lần đánh thương trùng nhi, hôm nay không có gì để nói, là ngươi tự sát hay là ta ra ta tay đánh chết người đây. Vương Thành Phong, thúc thúc của Vương Đằng trầm giọng quát, kỳ thân những đời này cũng đã ta muốn nói với các người là tự tuyệt hay là chờ ta lần lượt tiễn các người lên đường diệp phàm rất bình tĩnh tất cả mọi người đều rung mình không biết vì sao hắn nắm chắc như vậy đối mặt với hai vị đại năng mười mấy vị thái thượng trưởng não không ngờ lại không chạy trốn không sợ hãi thật không bình thường Tả cũng không tin bây giờ một hóa long biến thứ chín như hắn làm thế nào đối với chúng ta hôm nay tất chém hắn một vị nửa bước đại năng tiến lên chuẩn bị ra tay chờ một chút nếu không các người sẽ lập tức tan thành tro diệp văm không nhanh không chậm nói mọi người đều ngừng bước ngay cả quần hùng xa xa chú ý lời này cũng đều kinh hãi không hiểu không biết hắn còn có con bài gì chữa lật họ diệp người bớt làm ra vẻ huyền bí hôm nay bất kể như thế nào cũng không cho người sống sót mà rời khỏi đây vương Trụng nói thúc thúc người mau ra tay đi chém hắn nửa cái mạng để lại cho con thủ thập hắn vương thành phong gật đầu không bước tới gần thêm hai tay vung lên vẽ ra pháp tắc thiền địa chuẩn bị trấn áp diệp phàm giờ này, các này cát bay đá chảy, gió tội mây phun thiền địa biến sắc những vị ma đầu từ trên trời giáng xuống vô về hướng diệp phàm đó là những đạo pháp tắc đan dệt ra lực lượng bao phủ lên nơi đây diệp phàm khẽ quát hai tay cũng chuyển động tế ra những loại pháp ấn nối tiếp nhau không ngừng ấn vào hư không vô số vằn lạc hiện ra thân bí mà huyền dị họ diệp người còn không lăn ra đây nhận chết sao bất kể người làm như thế nào đều không thể thay đổi được kết cục. Vương trùng kêu gào. Họ giếm ngươi không tự tuyệt, vậy thì đừng trách lát nữa, chúng ta luyện hồn phách của ngươi. Vương Thành Phong lạnh giọng nói, rồi sau đó hai tay chấn động, pháp lực ngập trời phủ xuống vô biển vô hạn. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, hai tay dùng sức ấn một cái, vô tận văn tự hiện lên trẻ quật hắn, che giấu ở bên trong. Cùng lúc đó, trong hư không, hào quang chợt lóe xuất hiện một khối thần nguyên to băng đầu người, Việt trên có các chi chít trăm vạn phù văn tỏa ra một cỗ khí cơ diệt thế một con thần hoàng dài hơn một tấc bay ra nguyên thần trận do âu dương diệp khắc ra tổng cộng từ bốn khối thần nguyên tạo thành ngày đó hao mất một khối uy lực cực lớn có thể hủy hoại phạm vi trăm dặm chỉ trong giây lát họ diệp người cũng thật ác độc vương trùng biến sắc mặt như thế nào đủ để tiễn các người đền đường rồi chứ diệp phong cười cười người trẻ tuổi người quá non tay rồi chúng ta sớm có phòng bị hôm nay thần đình tới đây cũng không thể ngăn cản tả giết người không biết sống chết vương thành phong xa xâm nét mặt sát khí lộ ra hắn dùng tay run lên một tấm đồ cuốn bay ra treo giữa không trung khối thần nguyên dày đặc nguyên thần văn lạc kia lập tức im lặng thần hoàng dài hơn một xích chìm sâu vào trong phủ văn không còn hiện ra nữa trên đời này nguyên thuật không phải vô địch sớm có vô số đạo hiền giả khắc ra cấm nguyên thần đồ những nguyên văn kia căn bản vô dụng Vương Thành Phong cười âm trầm. Phải không? Xem ra các người chuẩn bị thật đầy đủ. Diệp Phạm cười rồi nói. Đại ca của ta sớm đoán trước được hết thảy. Người chiếm được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư không thể không phòng bị. Vương Trùng lại nở nụ cười lạnh quát lớn. Họ Diệp kia, nếu người quỷ xuống, ta bớt tra tấn người một chút. Bằng không, người sẽ sống không bằng chết. Không cần như vậy, ta đang muốn luyện một lò bảo đan. Thánh thể là tài liệu tốt nhất. Mua một tấc máu thịt đều không thể đáng phí. Vương Thành Phong thản nhiên cười. Diệp Phàm búng tay, trong hư không xuất hiện những chữ cổ nối tiếp nhau, bay múa giống như con linh hồn, toàn bộ hóa thành ấn ký, khối thần nguyên trong nháy mắt sống lại, một con thần hoàng lao ra. Sao lại như vậy chứ? Người của vương gia quá sợ hãi, các người quá coi thường nguyên thiên sư rồi, các người có thể cấm phong chẳng qua là một vùng hư không, nhằm vào người của thế gia nguyên thuật còn có thể, nhưng người kế thừa nguyên thiên sư không nằm trong số này, có thể thay đổi trời đất, một tấm đồ đã nghĩ phong ta ư? Diệp Phàm cười lạnh, trong lòng hắn vô cùng tự tin. Lui! Vương Thành Phong bắt lấy đứa nhỏ bấy giờ, dẫn dắt đầy lực lượng bay ngược lại, muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, Diệp Phàm dẫn động khối thần nguyên, trong vạn phủ văn hiện ra, một cỗ thần uy kinh khủng lập tức bùng nổ. Trong nháy mắt, khắp thiên địa đều là hào quang, ngay cả thái dương trên bầu trời đều bị bao phủ, như là có vô số tinh tú rơi xuống và chạm xuống mặt đất. Một vùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người của vương gia đều bị bao phủ ở bên trong không có một ai chạy ra thoát được trong tây bá thành mọi người toát ra một luồng khí lạnh từ trong xương tủy loại lực đạo này thật đáng sợ căn bản không thể chống lại thánh chủ đi vào đều sẽ bị thần quang xuyên thủng thành những cái sạng